Sau hơn 4 tháng diễn ra sôi nổi, 20 dự án đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất đã bước vào vòng tranh tài tại vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2023. Đây là sự kiện trong khuôn khổ hội nghị Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững chiến lược nền tảng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại mới tại thành phố Hồ Chí Minh do Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam SVF tổ chức. Được triển khai từ tháng 5 vừa qua, TechFest Việt Nam đã thu hút 500 hồ sơ đăng ký dự thi từ 18 làng công nghệ và cuộc thi khởi nghiệp từ các tỉnh, thành phố. Đồng hành cùng cuộc thi là hơn 300 chuyên gia, đối tác, quỹ đầu tư, các cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm trong đa ngành, đa lĩnh vực và hơn 34 làng công nghệ TechFest Việt Nam 2023. Đây là lần đầu tiên em đến với TechFest và cái ý tưởng lần này em mang tới đến với TechFest đó là một cái sản phẩm để chuyển đổi số nông nghiệp. Em gọi nó là hợp tác xã số. Nó sẽ giúp cho những cái hợp tác xã truyền thống hoặc là những cái sở nông nghiệp có thể dễ dàng quy định hóa và quản lý người nông dân. Nó giúp cho người nông dân ba thứ. Thứ nhất là một cái hệ quản trị công cụ toàn diện. Thứ hai là kết nối nguồn lực tài chính. Và thứ ba là hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho người nông dân. Top 20 của bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay là 20 dự án có những cái thành tích nổi bật nhất dựa trên rất nhiều yếu tố. Trong đó, đầu tiên đó là yếu tố phải có khoa học, công nghệ, kỹ thuật sâu. Yếu tố thứ hai đó là sự độc đáo trong cái cách giải quyết vấn đề. Yếu tố thứ ba đó là cái bài toán về kinh tế xã hội mà các cái dự án này muốn giải quyết. Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh.